các bạn. Ngày hôm nay thì mình lại tiếp tục có mặt tại Thác Mây thuộc xã Thạch Lâm của huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Về đây để cùng trải nghiệm và review cho mọi người xem mà mùa hè năm nay thì có đông đúc hơn mọi năm hay không các bạn nhé. Mình bắt đầu đi vào đến khu vực cổng vào thác và những cái bãi gửi xe ở đây cũng khá là nhiều xe du lịch các bạn ạ. Lúc này thì mình từ ngoài vào, một số xe du lịch, xe 30, xe 45 chỗ đã di chuyển đi ra rồi. Một số khách thì đi từ sáng, hiện tại là khoảng 3 giờ chiều. Mình sẽ đi vào trong thác để cùng trải nghiệm các bạn nhé. Hôm nay thời tiết cũng khá là nắng to đấy, khoảng 40 độ. Ở đây là khu vực cổng vào các bạn nhé. Và ở đây chúng ta sẽ phải mua vé. Không biết là vé là bao nhiêu đây. Anh ơi, em một người. Một 20.000. Vé 20.000 các bạn ạ. Mình đã mua được vé rồi các bạn. Mình sẽ đi lên. Ở đây có một con đường đất đi lên và hai bên là những cái hàng, những cái chòi, hàng quán. Bà con ở đây bán hàng, bán thức ăn rồi là đồ ăn uống, các thứ luôn. Không thiếu một thứ gì các bạn này. Chất này ở chỗ này thì người ta làm những cái chòi rất là mát. Cũng như mọi năm thì vào dịp mùa hè mà lúc thời tiết nắng nóng quá thì mình cũng hay một vài lần mình sẽ đi đến cùng đi review cho mọi người cùng xem. Như các bạn thấy thì rất nhiều trò, những cái trò ở san sát nha các bạn ơi. Món ăn dân dã của người đồng bào dân tộc Mường ở nơi đây cũng khá là hấp dẫn đấy các bạn. Ở đây chúng ta sẽ qua một cái cầu bằng tre như này để sang bên kia. Đấy. Ở đây có cái cầu bằng tre để sang bờ bên kia. Ở đường lên thác các bạn ạ. Chỗ này thì có một cái nguồn nước được tạo để quay cho nó đẹp. Du khách buổi chiều ngày hôm nay khá là đông đúc các bạn ạ. Và mấy trò ở đây khu vực là kiểm soát vé các bạn nhé, chúng ta phải đưa vé ở đây để đi lên trên thác. Còn một con đường ở dưới kia lên nữa các bạn. Bây giờ mình sẽ đi sang, đi lên bên này các bạn nhé. Trên kia thì rất tiếc là trên kia vẫn chưa có đầu tư làm cái bậc thang bằng đá hoặc bằng bê tông. Ở chỗ này đi khá là trơn các bạn ạ. Ở đây những cái bậc thang ở đây chưa được đầu tư bằng bê tông hoặc đá mà vẫn là những bậc thang bằng đất. Hai bác này đang chặt ốc à anh?
Ốc luộc à? Cái này là ốc suối các bạn ạ. Ốc suối? Mới có làm đâu. Ba đâu em bọn em làm cho. Em đi vâng. Đây là ốc ốc luộc hoặc xào xả. Ốc này ở dưới suối rất là nhiều các bạn ạ. Rất nhiều luôn. Này là vẫn còn tươi sống vừa mới bắt lên đúng không? Mình muốn làm như là chủ quán là không kịp. Đông khách quá đâu. Đông khách quá rồi. Đồ ngon mà. Bây giờ mình tiếp tục đi lên phía trên các bạn nhé. Ở đây mình có thể ngắm ở bên trên kia. Đấy, ở đây mình có thể ngắm ở trên kia các bạn ạ. Hôm nay nước thì cũng còn khá là tốt, khá là nhiều bởi vì mấy ngày trước thì mưa. Cho nên là thời gian này nước cũng khá là đẹp, thác chảy trắng xóa luôn các bạn. Mọi người tắm ở đây thì cũng nước rất là mát. Nhưng hôm nay thì mình không thấy nó trong lắm, nó hơi đục đục một chút bởi vì mới mưa. Mình lại tiếp tục đi lên các bạn nhé. Những cái chỗ ở đây đông đông kín luôn các bạn. Cái này mấy không? Những cái chỗ ở đây rất là đông du khách ở đây nghỉ ngơi ở đây. Đây là một ngày chủ nhật nên là du khách khắp nơi đổ về đây để nghỉ dưỡng, gọi là nghỉ dưỡng đi. Rất là đông luôn. Chỗ này người ta làm cái lan can bằng những cái cây tre như này bạn ạ, để cho mọi người đi khỏi bị trượt chân xuống đây. Giờ thiết kế cái lan can bằng cái tre, bằng cái cọc tre. Rất là đông luôn. Năm nào mình cũng thấy tháng 10 cũng chật kín khách các bạn ạ. Mỗi ngày có hàng nghìn lượt khách. Mình sẽ tiếp tục đi lên ở trên này các bạn nhé, cho mọi người cùng xem cận cảnh ở trên này. Chỗ này đi về rất là cẩn thận các bạn. Chỗ này còn khá là trơn. Đường thì có những cái đá với lại cả người ta đi lại nước khá là trơn mọi người. Lên đến đây thì mình có cảm giác là mát lạnh đúng không ạ? Vì cái hơi nước nó bắn ra từ những cái dòng thác. Mát lạnh luôn, chân mình vừa đạp vào xuống nước này, cảm giác rất là mát. Ở chỗ này có một cái gốc cây to ở đây, cũng tạo một cái bóng râm khá là tốt vậy. Tuy nhiên cái con đường mà đi lên ở dưới kia lên thì nó còn rất là đi là khó khăn các bạn nhé. Mọi người đi phải cẩn thận, nó khá là trơn trượt. Ở trên này thì bà con có cho thuê phao, thuê áo phao và phao bơi ở đây nếu mà ai chưa biết bơi.
giờ mình đi bước lên trên cái thứ hai này xem. Tìm kiếm hỗ trợ cứu hộ. Trên này mình thấy rất đông. Tìm lực lượng bảo vệ mặc áo màu xanh đeo thẻ tên. Có mặt ở các bậc các chốt từ chân thác đến đỉnh thác để hỗ trợ giúp đỡ khi du khách có nhu cầu. Wow, trên này đông, khá là đông các bạn, nhưng mà nước hôm nay nó không được trong mấy lẽ bạn nhé. Hôm nay thì nước mình thấy ở Vũng ở đây nó cũng hơi đục đục một chút. Máy chụp hình check in những bức ảnh đẹp ở đây cho mình. Có lẽ là cái vũng nước còn rộng nhất ở khu này nó vào khoảng mấy chục mét vuông thôi các bạn ạ. Mình cũng không tính rõ nữa. Đây là mấy chục mét vuông. Một số du khách thì cũng không có xuống tắm để ở đây đứng ngắm cảnh và chụp ảnh thôi. Ở đây rất là đông rồi. Đông vui. Thường thường thì ngày chủ nhật thì mới là đông vui, còn ngày thường thì cũng không đông như này bạn. Bởi vì chủ nhật thì nhiều người làm cơ quan rồi xí nghiệp được nghỉ ấy, thì họ sẽ dành một ngày ra để đi chơi. Mặc dù người ta ở rất là xa, cách xa hàng chục, hàng mấy chục, hàng trăm cây số mà người ta vẫn đến ở đây để đi ra ngoại các bạn. Về cái vấn đề nước ở đây là nước sạch hay nước bẩn thì mình cũng không có kiểm chứng được các bạn nhé. Thế ở đấy từ mọi người đánh giá thôi. Thì mọi người vẫn tắm ở đây thì mình cũng không thể đánh giá là nước ở đây là nước sạch hay nước bẩn. Tuy nhiên mình cũng thấy người ta tắm rất là đông đúc ở đây thôi. Mình chỉ review qua những cái cảnh quan ở đây nó khá là đẹp thôi. Ta có thể bước đi ven những cái tầng thác ở đây. Thác ở đây là nước, ở đây là nước đá vôi các bạn, cho nên là những cái dòng thác chảy theo thời gian, những cái cặn đá vôi nó sẽ bám vào những cái hòn đá như này, tạo ra những cái tầng thác cũng khá là đẹp. Sâu. Và mình thấy anh này đứng chỉ đến bằng ngang hông thôi các bạn ạ. Cho nên là các cháu nhỏ tắm ở đây cũng khá là an toàn. Đấy, các cháu nhỏ thì có thể tắm ở đây được.
lên ở trên này các bạn nhé. Thì là mình sẽ lên trên kia nhìn xuống các bạn xem toàn cảnh. Ở chỗ này nó có rất là nhiều tầng thác các bạn ạ. Ít ở trên kia luôn. Có rất nhiều tầng thác luôn. Mọi người cũng đến đây không phải là ai cũng đến để tắm, mà một số người họ chỉ đi đến đây để đi chơi và đi chụp ảnh thôi đâu. Tại vì thấy rất nhiều người không có xuống tắm mà chỉ đứng xem. Gọi là đi trải nghiệm thôi các bạn ạ. Có những cái vũng nước ở đây nó không có sâu, nó vừa phải. Hình như có một cái vũng ở trên giữa lưng chừng trên kia nó hơi sâu một chút. Chỉ có thể người lớn là tắm thôi được. Còn các trẻ nhỏ chưa biết bơi thì cũng không được lên tắm ở đấy. Và trên đấy có biển cảnh báo luôn, nước sâu luôn các bạn. Có thể quan sát cảnh khá là đẹp.
nhìn từ trên cao nhìn xuống khá là đẹp đấy các bạn ạ. Ở đây có một cái vũng nước, vũng này thì nó hơi sâu một chút. Ở đây thì các bạn nhỏ thì không săn mất được ở đây các bạn ạ. Khu vực nguy hiểm trẻ em dưới 5 tuổi, dưới 15 tuổi không được, không nên tắm ở đây. Tuy nhiên thì mình cũng thấy có những các bạn nhỏ ở đây, nhưng mà hình như có người lớn kèm theo ở đây các bạn ạ. Cái vũng này thì chắc là vũng sâu nhất ở khu vực này, nó không rộng nhưng nó sâu. Còn ở khu vực trên này thì còn một cái vũng nhỏ nữa nhưng mà không sâu đâu ạ. Trên này thì có một mấy cái bóng cây. Trên này thì mọi người một số cũng đã đi xuống rồi các bạn. Trên này ngồi ngắm cảnh chán ra đi xuống. Nó khá là mát ở đây, khá là mát các bạn ạ. Rất là mát luôn. Tiếp tục đi lên một tầng ở trên này nữa các bạn nhé. Đi cho nó đến tận ở trên này để xem, mọi người cùng xem. Rồi, ở đây còn một vũng nữa này các bạn. Chỗ này cũng không sâu lắm. Chỗ này chắc cũng vừa phải. Chỗ này đến vừa đến chưa đến ngực các bạn ạ, vừa ngang bụng. Ở đây các bạn nhỏ tầm 15 tuổi vẫn tắm được. Ở trên này thì không được lên trên này để tắm, nhưng mà ở trên này nó cũng không được rộng rãi cho lắm các bạn ạ. Ở tầng trên này thì mọi người đến đây để đi tắm. Cái vũng này là cuối cùng rồi. Mình thấy một số người đi từ trên kia xuống, chắc là người ta đi chơi thôi. Chắc là không phải đi tắm, bởi vì trên kia không có chỗ tắm. Mình còn thấy một số bạn nữ đi còn leo đi lên tận trên kia. Có lẽ là mình sẽ không lên trên đấy bởi vì nó rất là khó đi các bạn ạ. Đó, chúng ta phải đi qua cái gốc cây kia mới lên được, nên nó hơi trơn một tí là mình sẽ không lên nữa các bạn nhé. Mình ở dưới này để cho mọi người cùng xem thôi. Để cho các bạn cùng xem xuống phía dưới các bạn. Đó. Đấy, ở trên này nhìn xuống rất là đẹp luôn. Có vẻ là nắng nó dịu đi một chút rồi bạn, thời tiết nó mát mẻ rồi. Bây giờ thì mời tất cả các bạn cùng ngắm thác mây
ở những phút cuối video các bạn nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Xin cảm ơn mọi người. Thì hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình trên kênh Cửa Ngõ Tây Bắc.